Hôm nay mở mắt rồi. Đấy, mẹ vào chăm con đấy. Mẹ vào chăm con chơi thôi nhá. Nha. Gần quá, không quay được. Ừ, lồi để yên để quay con lồi cái nào. Phi ra đây với người. Thích người hả? Rồi, được. Xin chào em. Đâu? Em nhà cái lưỡi của em ra xe nào. Lưỡi đâu? Đó. Thằng này sau là thành thằng vàng mõm đen này. Rồi, một thằng. Thằng thứ hai, lồi yên để quay con cái, quay con một tí. Thứ hai là em gái. Ừ, ra liếm đây này, ra liếm làm quen đây này. Đây, gái đây, gái cũng mõm đen. Đây, em này cũng cái. Xích đây nào, ngồi vào một chỗ để anh quay video. Lông vàng nhất. Bố vàng, mẹ vàng đấy. Bố vàng cháy, mẹ vàng cháy. Ra một con là sẽ là vàng cháy, còn hai con là sẽ là vàng mõm đen. Này này chắc chắn là da vàng mõm đen này, nhìn cái đầu nó lông vàng ở đầu nó dậy. Đó. Nào không, ông này. Ông đực này, con đực lúc nào nó nghịch hơn con cái. Rồi, ngồi đấy. Thích đi thám hiểm. Đấy. Đúng chữ đi rồi đấy. Hôm nay là bọn này là hôm nay bao nhiêu ngày rồi nhỉ anh nhỉ? Tầm khoảng 20 ngày. Hôm trước quay có khi không chưa đến 20 ngày, hôm trước quay là mới là 11 hay là 12 ngày. Mà khoảng tầm một tuần khoảng 20 ngày. Tầm khoảng 20 ngày. Ừ. Tầm 20 ngày đã lững chững đi rồi nhá. Bọn này là bây giờ bắt đầu này, bọn này là chế độ bây giờ là đợt này là tăng canxi cho con mẹ này. Một ngày 3 viên. Hôm đến khi nó tập ăn cái là đảo canxi luôn. Nhá. Tập ăn cái là đảo tháo viên canxi cho bột luôn. Cho nó lên tay luôn. Trước 2 tháng. Bụ này thì là nó sẽ khó lên tay rồi, nhưng mà ba con này bụ lúc ăn y như ba con kia lúc bé. Ừ. Y như ba con kia lúc bé. Đây này, anh nhìn nhá, anh nhìn cái tai của nó này. Cái con vàng nhá, cái tai nó đã có một cái độ hơi vảnh rồi chưa? Anh nhìn thấy chưa? Thế mà như cái đàn trước nó cũng như thế này. Nhưng mà đàn trước thì sau thì nó lại cho nó ăn nhiều quá, nó lớn nhanh quá là nó lại tai nó lại cụp xuống so với lúc bé, đúng không? Đây là sữa lúc này là đang hoàn 100% sữa mẹ điều tiết nhá. Là anh đã thấy cái tai nó đã có một hơi độ vảnh cái tai. Tai nó hơi độ có độ vảnh đấy chứ, nhưng nó có cụp hẳn đâu. Thế nhưng mà nếu mà cho nó ăn béo, mà cho nó ăn mà nó béo chó nó lớn nhanh thì tai nó lại thành cụp luôn, nó thành cụp hẳn. Chứ đây là như thế này là đã hơi vảnh vảnh tai một tí rồi này. Lồi xích ra xem nào, để anh quay con tí. Cứ lượn quá lượn lại mệt hết cả người nhỉ. Đây anh nhìn như thế này, anh có phân biệt được con nào con đực, con nào con cái không? Anh nhìn như thế này không nhìn chim cho nó. Không bạch lên rồi. Anh nhìn cái con đực, này là con đực này. Cái đực cái anh này đặc biệt là ít khi xem. Không, nhìn tức là nó mỗi một cái con là nó đã có một cái độ lộ cái nét của nó đấy. Con này là con đực. Ngon. Con này sẽ là con đực thì thấy nó. Như đàn này là cũng sẽ ra mặt cũng sẽ giống thế này, chứng tỏ là con sẹo là gen của nó rất là trội đấy, giống cái đàn kia. Mặt giống đàn kia thế là coi như là đi tìm chó về gây giống là cả con cả hai con Bắc Hà, cả mấy con cọc đều tốt đấy. Nó phải tốt thì cho con nó mới giống nhau được. Có con ruồi. Ừ. Trời, đực cứ nghịch hơn. Đấy. Cái này. Đây là em gái, hai em gái chơi với nhau. Hả? Hai em gái chơi với nhau. Núp ống kính luôn, không thèm nhìn máy quay hả?
không thèm nhìn máy quay luôn hả? Mẹ lòi. Trời. Sợ. Sợ. Quá xinh luôn. Quá cute luôn. Trời. Sợ. Ra đây á. Ừ, xa tí. Thôi lòi yên để quay con lòi tí nào. Ra đi, không chúng nó lại tì giờ. Chúng nó lại rút tì giờ. Ừ. Đó, mẹ con không thì lòi ngồi luôn đấy được. Nếu muốn là vào tivi, muốn vào tivi thì ngồi luôn đấy. Còn nếu không thì để cho hai con nó vào tivi nhá. Quá là cù tèo luôn. Yên để anh quay con ở hay. Mẹ cứ thích vào tivi. Ừ, thằng Đực này nữa, thằng Đực này chưa được quay tí nào đâu nhá. Em chưa được quay em tí nào đâu. Nhưng em phải ngồi yên đấy thì anh mới quay được. Ngồi cùng với chúng nó đi. Ngồi đấy đi. Ngồi xuống. Rồi, ngồi thế. Rồi nhìn thẳng lên. Nâng cái chân lên cao lên xem nào. Nâng cao chân lên để quay video nào. Ok nhá, em vàng anh sẽ giữ lại nhá. À, vì sao? Vì mày đỡ nghịch nhất nhá. Đi nhà này nhiều chó nghịch lắm rồi. À, như mẹ này cứ trực phi vào đây để được xoa vuốt. Ừ, kìa đấy, liếm nhau đấy, cắn nhau bụp nhau đấy. Sợ. Xinh lung linh luôn. Lưỡi em đỏ rực không có tí chấm nào này. Em này là lưỡi em đỏ rực không có tí chấm nào. Em đực này thì phần dưới lưỡi là có chấm ở dưới lưỡi. Đây. Bên trên thì không thấy nhưng bên dưới này có thấy chấm lưỡi đó. Em em cái này bên dưới cũng có chấm lưỡi. Còn em cái này thì là đầu lưỡi có chấm luôn và dưới lưỡi cũng có. Ừ. Mẹ thì lưỡi hồng, còn bố thì gần như đen hết. Nhưng ra lưỡi của đàn con thì mỗi con đều có cái chấm đen. Ui giời, lòi ra ngoài đi. Để ra ngoài. Để quay con. Đúng rồi. Lòi ra ngoài đi. Nha. Để anh quay ba đứa nhá. Ok, ba đứa phải ngồi lùi lại này. Để anh quay cho nó có một cái độ xa một tí nhá. Ok này, ngồi vào đây. Rồi, một đứa, hai đứa. Rồi, ok, ngồi đấy nhá. Rồi, yên đấy này. Thằng Đực ở ngoài cùng. Nhìn đây nào, hai ba nào. Thằng cái vượt rào ra trước à. À, thôi được rồi, thế thì giải tán đi. Có thích giải tán thì cho phép giải tán đấy. Giải tán đi, được rồi, giải tán được. Em này nhìn xinh thế nhỉ. Công nhận luôn, xinh thật đi. Được này là đầu cũng là sau này là vậy. Đầu gồ đấy. Quá xinh luôn. Ok. Anh sẽ cho các em lên tai từ sớm luôn. Lần trước đàn anh chị chúng mày là chỉ vì được bố tân bố đi yêu quá cho nên là mẹ lớn nhanh như thổi mẹ 2 tháng 8 cân. 2 tháng chưa đến 2 tháng đã 8 cân rồi chứ. Cho nên là tai không lên được. Ông đàn này sẽ cho ăn. Đàn này là 2 tháng làm sao chỉ kiểm soát cho mày chỉ khoảng tầm 5-6 cân thôi. Không cho lên. Không cho như đàn trước. Không, với này bổ quan trọng nữa là phải bổ sung canxi anh ạ. Bổ sung luôn. Phải bổ sung đấy, em bảo là từ đàn trước mà em đã bảo là từ lúc tập ăn là phải bổ sung rồi. Rốt nó muốn chân nó chắc mà những đàn không to còn phải bổ sung từ lúc tập ăn ấy chứ nói gì bọn này. Rồi ok cho chúng nó vào luôn anh. Không chúng nó nóng.